bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Hình dáng mạch máu của họ khác nhau. Chuyện này xảy ra rất nhiều trong cái ghép nội tạng. Cho nên tôi đã yêu cầu mạch máu đông lạnh từ bệnh viện Daehan Seoul. Chúng vừa được vận chuyển đến đây. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ nông mạch dành cho bệnh nhân trước. Chuyện đó mất khá nhiều thời gian. Phải. May mắn thay, phổi và tim của bệnh nhân, các chức năng đều hết sức là khỏe mạnh. Cô ấy là người đáng tin cậy. Để mẹ đỡ cho. Con tỉnh rồi. Con đang làm gì ở đây vậy mẹ? Con không nhớ gì sao? Đêm hôm qua con ngất xỉu. Bác sĩ Quách của Tàu Y tế đã đưa con vô đây đó. Cả đêm hôm qua con cứ sốt cao không chịu hạ chút nào. Ổn không vậy? Ôi trời ơi, con vẫn chưa ổn đâu. Người con vẫn còn nóng lắm. Con của con, mẹ không biết. Mẹ à, con gái cưng của mẹ phải quan trọng hơn con gái của con. Mẹ đã nói con phải đến trung tâm chăm sóc sau sinh, nhưng con không chịu nghe. Chẳng may con cũng... Ý mẹ là sao? Hai sao cô ổn không? Con bé có ổn không vậy hả? Nó vẫn chưa chết. Giữa đêm nó ở trong tình trạng nguy kịch. Vậy sao mẹ không đánh thức con dậy chứ? Kêu con dậy để mà làm gì? Con có thể làm được gì chứ? Ơ nè, nè con bị điên hả? Yên ghi ông à, yên ghi ông à. Trời ơi, yên ghi ông à, yên ghi ông. Thôi mà con, yên ghi ông. Yên ghi ông à. Thank you.
cậu ấy đang làm gì vậy? Cái này là phương pháp kanguru, là phương pháp đặt trẻ nằm tiếp xúc da với da để dỗ dành đứa bé. Nhưng mà tại sao? Vì chúng tôi không còn cách nào khác. Vì tình trạng con tôi rất nghiêm trọng sao? Phải. Không có mẹ bên cạnh. Mặc dù vậy, đêm hôm qua Hà Sò đã chiến đấu hết sức kiên cường cùng với bác sĩ Quá Thị Uôn. Bác sĩ, tôi có thể làm như vậy không? Tôi muốn làm chuyện đó bác sĩ à. Cho đến khi cô hết cúm, virus cúm có thể lây sang đứa bé, vì sức đề kháng của trẻ sơ sinh rất yếu. Mẹ cái gì? Tôi là mẹ kiểu gì chứ? Tôi là mẹ kiểu gì vậy chứ? Sao mà tôi lại không thể làm gì được cho con của mình chứ? Bác sĩ Quách đã làm thay cô rồi. Cậu ấy mong muốn cứu sống Han Son, chẳng khác gì cô đâu. Cậu ấy là một bác sĩ tốt. Bác sĩ Quách hôm qua đã nói là nếu khoa học không thể làm điều nên làm thì chính là lúc con người phải vào cuộc. Và cậu xin một phép màu. Cầu nguyện sao? Thật may mắn, dường như lời cầu nguyện đã được ứng nghiệm rồi. Nó còn mạnh hơn cả adrenaline. Cô thấy con số đằng kia không? Nhịp tim đêm qua của con bé chỉ đạt tới 60, nhưng bây giờ lên tới 90 rồi. Tôi cảm thấy có một loại sức mạnh quyền bí đã khởi động lại trái tim nhỏ bé của Han Son. Vậy con nghĩ cháu gái yêu quý của tôi vẫn còn sống sót hay sao? Miễn là quá trình tiếp tục tiến triển thì vẫn còn cơ hội đó. Ôi trời, trời ơi, cảm ơn trời đó cơ. Trời ơi, con bé ổn định rồi. Sao con không mang giày của mình vào đi? Mới sinh xong mà con cứ đi chân không như vậy, sau này con sẽ đau đớn đó. Mang vào đi. Mẹ ơi, đối với con thì con gái con là tất cả, còn đối với mẹ con là tất cả.
nghe lời đi. Mang giày vô đi con. Dạ. Bác sĩ xong ca phẫu thuật. Mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ đến lượt cô Kim chiến đấu để dần thích nghi với tế bào mới thôi. Bác sĩ xong à? Chắc hai em là Đông Hôn và Đông Miên đúng không? Chị biết tên của hai đứa em hả? Đương nhiên rồi. Ba của tụi em lúc nào cũng đổ vậy hai đứa em khi cho tụi chị coi hình mà. Thật sao? Cô ấy nói dối làm cái gì chứ? Hai đứa em phải chăm sóc cho mẹ em thật tốt đó biết chưa? Từ bây giờ đó chính là phương thuốc hữu hiệu nhất. Có làm được không? Bác sĩ Quách à, mau thả tay tôi ra. Tôi vừa dịch thấy cái gì vậy hả? Đó là bác sĩ Song và bác sĩ Quách chứ gì. Tôi biết là hai người họ rồi, nhưng mà sao lại nắm tay hả? Cô làm tôi ngượng quá đi à. Họ đã hẹn hò rồi sao? Cô không biết hả? Bác sĩ Quách, chúng ta cần phải nói chuyện. Có chuyện gì xảy ra đêm qua hả? Chuyện này nghĩa là sao đây? Nói mau. Buổi sáng tốt lành có phải vậy hay không? Nó thật sự tốt lành vì bác sĩ Song sẽ chỉ gặp nó đúng một lần trong đời thôi. Hanson đang dần khỏe trở lại rồi.